nào ta nguôi lòng nhớ con, thương vợ nào có ngờ đâu. Vì không chịu nổi cảnh gió đông xe lạnh, nàng đã cùng ai âm thầm sẽ gối chi chăng mà giống phụ ân tình. Nếu không lời nghe ngày thương, ta vẫn còn tin lòng vô người. Lời một nói thân xa quá là khó lường nhận tâm đồng phụ. Đầu ta một sừng tự bao giờ ta cũng rằng cần vàng. Ta xin lên ngôi nhà
Con tiếng hát Nguyễn Khải rất nhiều. Quang Vũ còn ngồi đó, không thể xuống được. Anh Bảy Hiệp yêu cầu em ngồi đó đợi tiếp.